Hello các bạn và chào mừng mọi người đang quay trở lại với Tech Room. Mình là Sơn Hí. Trên bàn là Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Nghe tên khá là dài, những bạn chỉ cần biết đó là một trong những chiếc máy thuộc dòng Yoga có giá cao nhất được Lenovo phân phối tại thị trường Việt Nam. Với giá bán này thì hãng định vị chiếc máy sẽ ngang tầm cỡ MacBook này, Dell XPS hay là ZenBook đến từ Asus. Và để kể tên những đối thủ vừa rồi thì các bạn cũng biết đó là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ và phục vụ cho đối tượng người dùng doanh nhân, doanh nghiệp cao cấp. Ngoài ra thì đây là một chiếc máy thuộc dòng Yoga. Nghe tên thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới màn hình xoay lật 360 độ hay những thứ biến hình gì đó của thương hiệu Lenovo. Nhưng không, đó là một chiếc máy không có xoay lật gì cả, nhưng nó vẫn tạo ra một cái làn gió mới trong cái trải nghiệm laptop của mình trong suốt 2 tuần vừa qua. Và đây là video mình chia sẻ về những trải nghiệm của mình cùng Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Đầu tiên là về mặt ngoại hình thì chiếc máy này là một chiếc máy đẹp, rất đẹp theo cảm quan cá nhân của mình. Không có quá nhiều những chiếc laptop có mặt trên thị trường được phân phối mà có cái màu trắng trong cuốn hút và đặc biệt như thế này. Cái màu mà nổi nhất các bạn thông thường có thể tìm được chắc là màu bạc thôi. Ngoài ra thì đây cũng là một sự tự tin về chất lượng hoàn thiện của hãng Lenovo, khi mà chúng ta đều biết màu trắng là cái màu sắc mà rất là dễ bám bẩn. Khi trang bị màu sắc này thì Lenovo đã tính là chiếc máy này sẽ vẫn đảm bảo được cái màu sắc tinh khiết của chiếc máy trong suốt quá trình sử dụng của người dùng. Mình thì chưa dùng đủ lâu, nhưng mà suốt 2 tuần vừa rồi mình không hề giữ gì cả, dùng như bình thường thì chiếc máy vẫn đảm bảo được cái màu sắc gần giống như lúc mình khui hộp và mở máy cảm nhận lần đầu tiên. Có được điều này là nhờ một cái lớp phủ tốt trên bề mặt giúp cho sản phẩm có thể lau sạch đi mọi vết bẩn sau khi bị bám dính lên mà không để lại dấu vết gì. Và ngoài ra về mặt chất liệu thì đúng như tên của chiếc máy, chúng ta cũng có sự có mặt của sợi carbon bên trong cái chất liệu của phần khung máy giúp gia cố và tạo ra một chiếc máy nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên hợp kim này chính vẫn là nhôm và ma nhê, nhưng có sự kết hợp của sợi carbon theo công nghệ mới nhất đến từ Lenovo giúp cho chiếc máy thêm phần cứng cáp. Các bạn có thể tin được không, chiếc máy này nặng chưa tới 1kg và mỏng chưa tới 1.5cm nhưng đạt được chuẩn độ bền của quân đội Mỹ MIL-STD-801G, chống chịu được va đập và hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt. Rõ ràng chất lượng hoàn thiện của cái máy này làm chúng ta cực kỳ bất ngờ. Ngoài ra thì chất lượng build mà Lenovo trang bị trên máy này cũng làm mình cảm thấy rất là wow. Những cái máy mỏng nhẹ thường chỉ là mỏng nhẹ thôi chứ không thể đảm bảo được cái sự cứng cáp trong khung máy mà chúng ta kỳ vọng. Nhưng không, cái máy này thực sự rất là cứng chắc. Các bạn có thể đè nắng mọi vị trí trên máy mà khó nhận thấy được hiện tượng flex. Hay là xem này, cái bản lề này có thể dừng được những cái góc độ rất là sâu. Và ở phần giữa máy các bạn có thể nhìn thấy là phần thân máy và phần màn hình gần như có độ dày bằng nhau. Cái màn hình của máy này rất là nặng nhưng có thể dễ dàng mở bằng một tay một cách dễ dàng và đơn giản, không hề gặp vấn đề gì đối với cái trải nghiệm của mình cả. Và ngay cả khi mình gõ phím mạnh đi nữa thì cái màn hình này vẫn được bản lề giữ chắc mà không hề bị rung lắc gì cả. 10 điểm về chất lượng hoàn thiện như Lenovo. Những điều mình vừa nói là đi sâu vào bên trong chi tiết và cụ thể hơn về thiết kế của sản phẩm này. Còn thực tế về phần tổng quan thì các bạn nhìn vào các bạn sẽ nhận ra đó là một chiếc máy của Lenovo với những đường nét quen thuộc. Chính chất lượng hoàn thiện cũng như chất liệu tạo nên sự cao cấp cho sản phẩm này. Tiếp theo là về phần màn hình, chúng ta sẽ có một cái màn hình kích thước 14 inch, tỷ lệ 1610 và độ phân giải 2.5K. Những cái thông số này nghe có vẻ hơi lạ lẫm với một chiếc máy được phân phối ở Việt Nam, nhưng mà mình tham khảo ở những chiếc máy thị trường nội địa Trung Quốc hay dạo tao bao các thứ thì mình thấy cái màn hình này xuất hiện khá nhiều. Đó chính là điểm vàng của một chiếc màn hình laptop mà mình trông đợi. Chúng ta có độ phân giải cao phù hợp với kích thước khoảng 15-14 inch của một chiếc laptop này. Chúng ta sẽ đảm bảo được thời lượng sử dụng vì màn hình 4K thì sẽ tốn rất là nhiều pin, và tỷ lệ hiển thị thì quá bé không có thể nhìn được mà chúng ta phải scale lên thì quá là phí phạm chiếc màn hình. Ngoài ra thì cái tỷ lệ 1610 cũng phục vụ tốt hơn cho công việc. Chúng ta sẽ nhìn được nhiều file Excel hơn này, đạt được nhiều cửa sổ hơn trong phần mềm dựng phim. Đối với mình thì đó là cái màn hình rất là tốt để làm việc. Ngoài ra thì chất lượng hiển thị với 100% sRGB cũng đủ để cho mình có thể đảm bảo những cái độ chính xác về mặt màu sắc khi chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, hay là để giải trí với độ sáng tối đa lên tới 300 nits và hỗ trợ HDR10 của cái màn hình này. Còn về phần ngoại quan của chiếc màn hình này thì chúng ta sẽ có cái màn hình có bốn cạnh rất là mỏng, đồng thời với đó thì được phủ mết giúp cho có thể làm việc và theo dõi nội dung ở nhiều môi trường ánh sáng khác nhau. Chúng ta cũng có một cái webcam ở cạnh trên, dù viền của máy rất là mỏng rồi, và cái webcam này hỗ trợ cả cảm biến hồng ngoại để mở khóa gương mặt bằng Windows Hello rất là nhanh. Cùng với đó thì cái máy được hỗ trợ một tính năng mà lần đầu mình thấy trong chiếc máy Windows, đó khi mình gặp máy lại như thế này thì các bạn chỉ cần mở máy lên, dù đã setdown rồi thì máy cũng sẽ tự động khởi động mà các bạn không cần nhấn vào nút nguôi ở bên cạnh hông của máy.
Bàn phím của Lenovo Yoga Slim 7 Carbon thì được trang bị một cái layout vô cùng quen thuộc giống như những chiếc máy ThinkPad. Với layout này chúng ta dễ dàng làm quen và tốc độ gõ thì mình nói phải là vô đối trong thế giới bàn phím laptop luôn. Do cái độ mỏng và trọng lượng của máy nên là mình phải hy sinh ở một điểm, đó chính là cái hành trình phím. Và cái mức độ phản hồi của bàn phím này theo mình là không được tốt. Ngoài cái điểm trừ về hành trình phím mà chúng ta cũng có một điểm trừ nữa bắt buộc phải hy sinh với độ mỏng nhẹ của chiếc máy, chính là hệ thống cổng kết nối. Chúng ta sẽ chỉ có 3 cổng USB-C ở trên chiếc máy này, trong đó có 2 cổng ở bên cạnh phải, thì 2 cổng này đều hỗ trợ Thunderbolt, và chỉ duy nhất một cổng C ở đây hỗ trợ sạc nhanh Rapid Charge công suất 65W và sạc 30 phút thì dùng được 4 tiếng theo quảng cáo của Lenovo là như vậy. Bên cạnh còn lại chúng ta sẽ có nút nguồn của máy, một cổng USB-C và jack tai nghe 3.5. Với hệ thống cổng kết nối kiểu như thế này thì chúng ta bắt buộc phải mua hub mới sử dụng được cái máy này rồi. Về phần hiệu năng, chiếc máy mình đang có ở đây thì sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 11 Tiger Lake với cái mã là i7-1165G7, có hỗ trợ GPU tích hợp Iris Xe mới, cùng với đó là 16GB RAM và 1TB SSD. Cấu hình này là cấu hình cao cấp dành cho một chiếc Ultrabook trong năm 2021, và mình nghĩ với cái con chip Intel được trang bị thì sẽ đủ sức để chúng ta sử dụng hầu hết những tác vụ văn phòng hay một doanh nhân cần. Tuy nhiên để làm việc hàng co hơn thì mình test với một số điều kiện phức tạp. Mình có thể chỉnh sửa ảnh 2D bằng Photoshop với nhiều layer, mình có thể làm ảnh với Lightroom một cách dễ dàng với cái màn hình độ phân giải cao của chiếc máy này, hay có thể dựng video 4K bằng ứng dụng Premiere Pro. Tuy nhiên chỉ là dựng thôi chứ không phải là render chắc mình phải chuyển qua máy khác, vì cái máy này quá mỏng và nhẹ nên là phải hy sinh ở một điểm nữa ngoài hai điểm mình để ở trên, chính là phần tản nhiệt. Máy này tản nhiệt không được tốt lắm, mình chỉ cần stress test tầm 5 giây thôi á thì chiếc máy bắt đầu bị throttling và nhiệt độ lên khá cao, sau đó thì xung bị bóp lại nên là hiệu năng của máy sẽ không còn duy trì được quá tốt nữa. Và đặc biệt là SSD của máy này có dung lượng lớn tới 1TB và tốc độ cũng rất là nhanh luôn. Mình test là được khoảng 3.4GB trên giây. Với tốc độ này thì làm gì trên máy này cũng nhanh, từ khởi động tới chuyển app hay là mở ứng dụng thì đều nhanh như gió. Tổng kết, các bạn có thể thấy cái logo nho nhỏ của cái máy nằm ở đây, Intel Evo, đó chính là cái tiêu chuẩn mới của Intel dành cho những chiếc Ultrabook. Chỉ cần có cái tiêu chuẩn này thì các bạn dễ dàng xác nhận được đây là một chiếc Ultrabook cao cấp, có thời lượng pin trâu này, hiệu năng ổn định này, màn hình đẹp này, và đặc biệt là phải đảm bảo được sự mỏng nhẹ. Do vậy nó chỉ cần có cái tem này ở đây thì mình cũng đã phần nào chắc chắn được đó là chiếc máy có thể đảm bảo được hầu hết các nhu cầu của mình. Ngoài ra Lenovo còn làm thêm những cái điểm tốt khác trên chiếc máy này, một phần ngoại hình cực kỳ bắt mắt và sang trọng với màu trắng mà rất lâu rồi mình mới tìm thấy trên một chiếc laptop. Ngoài ra trọng lượng nhẹ này, chất lượng hoàn thiện cũng làm mình đỡ những cái mối lo lăn tăn mỗi ngày khi mà nghĩ về việc bỏ phải cái laptop 2,5kg cũ của mình vào trong ba lô đi làm việc mỗi sáng, khi mà cái máy này chỉ nặng chưa tới 1kg, rất là nhẹ nhàng và đơn giản dành cho mình. Nhưng mà có thể sẽ không đơn giản dành cho các bạn nếu cảm thấy ưa thích chiếc máy này, bởi vì giá trên 30 triệu đồng không phải là mức dễ dàng chi tiêu dành cho một chiếc laptop trong thời điểm hiện tại. Các bạn nên cân nhắc kỹ xem nhu cầu của mình có đúng với những gì mà chiếc máy này mang lại hay không qua bài đánh giá của mình trong video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau trên TechRoom.